Tiêm chào tất cả các bạn. Ok các bạn ơi, thì hôm nay mình có lên nhà bà Tám, thêm bà Tám xong rồi hôm nay mình đi làm xa các bạn. Thì hôm nay mình sẽ đem một món quà đầy bất ngờ để mình về đây mình lì xì cho bà Tám, để xem tiêu phản ứng của bà Tám như thế nào nha các bạn. Thì bây giờ mời các bạn không có liên thang riêng nữa luôn, đi thẳng vào vấn đề luôn. Mời các bạn cùng theo chân mình vào nhà bà Tám. Gì đây? Trời đất. Tất tưng gì ông lì xì mà tám như vậy? Sao nữa? Chứ con cháu đông quá mà bà tết này bà tám được lì xì nhiêu tiền? Gì? Đó. Có xạo nè. Có không? Không. Nghe Long nói là lì xì 18 chai á. Thiệt mà. Thì sao không đương triệu, đương cháu đương triệu mà có bị thương con gì không? Đó, chuẩn bị quà lì xì bà tám mấy gì vậy? Đang dịch trong đó mà. Giờ vô nó là dịch. Giờ khẩu trang bà Tám biết bao nhiêu hộp không? 150. 300 ngàn á, không có khẩu trang á. Vậy hôm bữa ông đến rồi. 150 hộp rồi, đi bắt đầu ở trên đó không có mà. 150 hộp luôn á. Ừ. Ghê vậy. Trên đứa á, mà giờ mở nó điện giờ nó mua cậu mua ít hộp nó quá rồi nó thấy được không có cái gì mà ở mình bán 150 luôn. Ờ bữa nay nhà nước bán trao tiền phạt mà. Vậy bây giờ nó nghe nó nói khẩu trang giờ là bán 50 ngàn cái ra. Ui trời, nhà khẩu trang mà lấy thân vàng nữa luôn nè. Biết nghe nó là tao biết đâu. Còn bà Tám sao không lo đeo khẩu trang rồi vô đó dịch corona rồi chứ giờ đây không. Bà Tám là đang bị dịch là cô đơn quá. Thiếu ông đúng không? Cái gì nữa? Mình mệt quá mà. Cái gì nữa nè? Không, mà chỗ tôi làm mệt. Lì xì bà Tám nè. Quan trọng là cái đây này nó gì nè. Quan trọng là nó gì nè. Đi làm, nói chung là làm 2 tháng ở thành phố gì ở đây là không có gì hết. Lì xì một cái quà đặc biệt luôn, dành cho bà Tám luôn. Thì nói chung món quà đây là thiết thực nhất đang mùa đây luôn. Giá trị của con là tiền bạc. Nó là mặt. Tiền, quan gọi là tiền bạc không có thể nào mà mua được cái này luôn. Cái này chỉ ở mà thành tiền luôn không có được. À. Bán không đâu. Cái gì? Cái làm cái gì đâu? Thôi. Chập cái gì mà. Quá đi khẩu trang. Rồi, bữa nay có tiền không giờ mua được khẩu trang. Bây giờ đang thời tiết là nó đang dịch bệnh như vậy, khẩu trang rất chi là quý luôn. Bà Tám. Là một bà Tám. Đeo khẩu trang một tờ gà lây sang người. Ý, bà đợi đây nha. Bà Tám mà cứ cho gà ăn là đeo khẩu trang vô. Một cái là bà Tám biết nhiêu không? 50 ngàn một cái á. Không có chuyện đơn giản đâu. Vô cho chuồng bò. Chứ mua bò nữa lại bà Tám. Cho gà ăn nhớ đeo khẩu trang vô nha. Giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm. Bà Tám dạo này đẹp gái ghê ta. Mệt mỏi quá. Đúng không bà Tám? Thì nó dạo này có đồ máu đồ thịt đẹp chứ nó nhanh đem trời ơi có bước về nhà không rồi lì xì cũng tặng 150 rồi giờ mua gà đó mà ba xị là còn xị nữ đúng không này bỏ lúa vô trong này này bỏ ai vậy cho gà con đi bà cho nước nó không vậy nó đỡ ướt lông nó nước bao cá vậy rồi này nguyên liệu. Ok các bạn ơi, thì đó là một màn clip mà trôi đùa thôi, nó vui thôi các bạn ơi, phục vụ cái mùa dịch bệnh corona, chuẩn bị tới dịch sô cô la nữa là tiêu luôn 24/2 này nha các bạn. Thì mình chờ clip mình xin khép lại tại đây. Nếu các bạn cảm thấy video này mà hay, coi độc đáo thì đừng quên để lại cho Tiêm một like và nhớ kích vào đăng ký để nhận được những video mới nhất từ Tiêm nha. Bye bye.